thể đi dọc trên này rất dễ dàng, mình thấy được cái khung cảnh đẹp ha. Đây, từ từ mình đi vào cho các anh chị xem. Thì hôm nay là mình đi ngược lại với người ta, người ta sẽ đi. Đây, đây là hình ảnh của ngày năm 2024 thì chùa Thiên Trúc của thành phố Bạc Liêu đã hoàn tất về cái tượng gồng cũng lớn nè các chú anh chị, rất là đẹp luôn ha. Hình trình này như thế nào nha. Hôm nay ông bà nội mọi người coi về. Chào quý chú chị các bạn đã trở lại với kênh Chợ Miền Tây. Mình đã có mặt tại chùa Thiên Trúc của thành phố Bạc Liêu của năm 2024. Năm mới cũng xin chúc cho mọi người một năm mới an khang, những và sự dịnh ý về đồng hành của mình để tham quan viếng chùa ngày đầu năm thế nào tại chùa Thiên Trúc của thành phố Bạc Liêu năm 2024. Thì hôm nay mình đang có mặt tại chùa Thiên Trúc của thành phố Bạc Liêu năm 2024 ngày mùng 7 Tết của quý chú chị. Thì mình đang có mặt tại này để mình ghi lại hình ảnh cái tượng Phật đứng cao nhất ở miền Tây quý chú chị ha. Hôm nay là mùng 7 Tết thì mình đang có mặt tại đây để viếng chùa và cũng như là mình đi cầu mong cho gia đạo bình an, sức khỏe dồi dào. Thì anh cũng mời quý cô chú anh chị và các bạn gần xa mình đi viếng chùa ngày hôm nay. Thì đây là toàn cảnh của ngôi chùa Thiên Trúc của chú anh chị. Thì đây là cái khung cảnh phía trước của ngôi chùa Thiên Trúc của chú anh chị, còn phía trước mình đó là chánh điện nha các chú anh chị. Thì mình từ từ mình đi vào cái không gian của ngôi chùa của chú chị thấy như thế nào nha. Mình sẽ dạo một vòng ở khu vực này cho chú chị xem. Ngay phía trước mình ở đây có những cái quầy nước nè, miễn phí nè. Chỗ này cũng có bán ha, quầy nước tự chọn luôn. Rồi, thì bây giờ đến cái cảnh tiền phía trước của chùa Thiên Trúc của chú anh chị ạ. Học mấy cái chân mới đẹp á. Đó, từ từ mình đi bước vào nơi đây cho các chú anh chị xem ha. Đây là cái khung cảnh ở trước này cũng có 7 chiếc xe 4 bánh của chú chị để dành cho bà con mình đi xe 4 bánh cho khu vực này ha. Còn 2 bánh thì mình đi vào ở bên kia ngay cái chỗ cái cổng chính của ngôi chùa của chú chị. Còn đây là Tây Thiên Trúc. Bây giờ từ từ mình đi vào bên trong để mình tham quan chú anh chị. Thank you.
Bây giờ mời quý vị chị đi vào với bên cánh điện nha. Khu vực này mình đi cái đầu đi vào cho cái cánh điện luôn. À, khung cảnh của chùa Thiên Trúc thì của ngày mùng 7 Tết thì cô chú anh chị thấy như thế nào? Thì rất là vui ha, bà con mình đổ về đây để mà dân hương lễ Phật. Thì bây giờ trước tiên thì mình đi vào khu chánh điện để mình tham quan một vòng, rồi mình sẽ quay trở ra bên này ha cô chú anh chị. Mời quý chú anh chị bước vào chánh điện của chùa Thiên Trúc của chú anh chị. Đây. Mình sẽ mong các gia đình của chú anh chị gần xa có một năm mới an khang và thịnh vượng. Giờ mình sẽ vào cái khu vực chánh điện của chú anh chị. Thì khu chánh điện cũng rất là đẹp nha. Thì cũng mời cả nhà mình đi vào một vòng đi, rồi mình ở tiếp tục mình đi tham quan cái khu cảnh bên ngoài ha, thế nào ha. Đây là khu chánh điện của chú anh chị, còn mình đến này để lễ Phật ha. Bây giờ mời quý chú ra phía bên ngoài để mình xem cái phong cảnh của chùa Thiên Trúc. Đây, bây giờ mình đi dọc cái ngược lại với người ta đi bên kia vào, mình đi cho mọi người cái lại để mình tham quan ha. Đây, bây giờ mình tham quan cái đi ngược lại với người ta đi bên kia, mình đi ngược trở lại bên này như thế nào ha, để mình xem về cái phong cảnh của chùa Thiên Trúc của thành phố Bạc Liêu năm 2024. Thì đây là một cái khung cảnh của Tết Nguyên Đán của chúng mình. Đây, mình từ từ mình đi vào cho các chú anh chị xem cái khung cảnh của năm 2024 như thế nào nè. Thì mình sẽ gửi đến những cái hình ảnh này cô chú anh chị xem ha. Đây, khung cảnh bên ngoài chùa này cô chú anh chị đẹp như thế nào nha.
bây giờ mình tiếp tục mình dạo ra phía sau luôn của chú anh chị. Thì ở này một vòng ở xung quanh cái chánh điện á, thì là khung cảnh của chùa rất là đẹp luôn nha. Đây thì mình cũng đi dọc cho cô chú anh chị xem luôn. Cái lối đi này được người ta cẩn gạch cho cô chú anh chị, cái tấm đan này có thể đi dọc trên này rất dễ dàng. Mình thấy được cái khung cảnh đẹp ha. Đây, từ từ mình đi vào cho các chú chị xem. Thì hôm nay là mình đi ngược lại với người ta. Người ta sẽ đi vòng ở tay phải vào, mình sẽ đi ngược về từ ở bên tay trái mình ngược trở lại để mình quay được những cái cảnh bà con mình để chờ lễ Phật ha. Đây, thì mình sẽ đi dọc cho các chú chị thấy nha. Đó là các khung cảnh của chùa Thiên Trúc của chú anh chị. Đó là có tượng Phật nằm ha. Đây thì mình cũng mời từ của chú anh chị từ từ ra ha. Thì bên này cũng có cái khung cảnh để vào bàn chồng của chú anh chị, thì mình sẽ để mình đến để mình xem luôn ha. Thì hôm trước á, thì năm gò ngoái mình có đến đây để chia sẻ của chú anh chị xem á, thì phía sau đó là cái bờ hồ nó chưa làm hoàn thành. Hôm nay như thế nào nha. Đây, đây là phía sau là bờ hồ của chú anh chị. Thì mình đi quay từ từ cho chú anh chị xem về cái cảnh của chùa Thiên Trúc ha. Phía sau này có gì mới. Năm nay thì có tượng rồng phun nước của chú anh chị ơi. Rất đặc biệt ha. Rất là đẹp luôn. Đây, năm nay thì có cái tượng rồng và phun nước đã hoàn thành ha. Rất là đẹp luôn. Đây, tượng rồng phun nước của chú anh chị. Đây, đây là hình ảnh của ngày năm 2024 thì chùa Thiên Trúc của thành phố Bạc Liêu đã hoàn tất về cái tượng rồng phun nước nha các chú anh chị. Rất là đẹp luôn ha. Rồi bây giờ mình đã đi dọc về ở phía trong bên trong. Đây, phía xa trước này là chỗ nhà ăn nha chú anh chị. Phòng ăn thì chùa cũng có phục vụ cho bà con mình đến ăn buổi chay ở tại chùa luôn. Đây, rất là đông vui luôn. Mình sẽ đi dọc cho chú anh chị xem hết những cái khung cảnh này ha. Chỗ này là chỗ ăn uống nha chú anh chị. Ăn uống miễn phí của chùa. Còn ở đây là cái khung cảnh bên trong của chùa. Từ từ mình tiến vào bên trong để cho chú anh chị xem về cái cảnh như thế nào nha. Tại vì cái tượng phun nước. Đây mình sẽ đi một vòng trong phương tiện xem nó phương tiện này luôn ha. Đây một đó hoa trắng, hoa sen trắng của chú chị. Rồi bây giờ mình mời quý chú tiếp tục để mình đi tham quan phía trước của ngôi chùa luôn ha. Cái hoàn cảnh của chùa ha. Đây là hình ảnh mình sẽ tiếp tục mời quý vị đi ra phía trước để mình xem các phong cảnh của chùa Thiên Trúc luôn.
thì đây là cái cảnh phía dưới chân bà là cái chùa, cái cảnh phía trên chùa. Mình sẽ đi một vòng để lên trên để mình ghi lại cho quý vị xem quá ha. Ngày hôm nay mình đi sẽ đi ngược lối lại để cho quý vị thấy rõ về cái phong cảnh của chùa Thiền Trúc của thành phố Bạc Liêu. Này để ghi lại cái hình ảnh ngày đầu năm, là chúc cho quý vị quý chị bà con mình một năm mới có nhiều sức khỏe, nhận sự và như ý ha. Càng chiều thì ta đổ về đây gần nhiều cho chú chị. Nhưng vẫn mát mát á, ta đổ về đây rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ mà quý vị chú chị đi lên phía trên ha, để mình xem hình trình như thế nào nha. Hôm nay ông bà ngồi mọi người coi về. Rồi bây giờ mình mời quý chú chị đi lên phía trên để mình xem cái phong cảnh phía trên ha. Đây mình lên phía trên này của chú chị thì ở trên này nó cao gió hơi hù chút xíu. Đây là toàn cảnh của chùa ngày hôm nay, mình sẽ ghi lại cho chú chị xem ha. Rồi mình sẽ mời cô chú anh chị nhìn toàn cảnh của chùa Thiên Trúc và thành phố Bạc Liêu của chú anh chị. Thì chỗ này là thị xã Cái Gai, gần tới Cà Mau nghe cô chú anh chị. Rồi năm mới anh cũng xin chúc cho bà con, cô chú anh chị, bạn bè gần xa một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, có nhiều sức khỏe. Bây giờ chợ miền Tây cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc quý chú chị các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Hẹn gặp lại quý chú chị trong video tiếp theo. Chợ miền Tây xin hãy mến chào.